Và có vẻ như là nó thoải mái anh em ạ, không có vấn đề gì hết. Anh em ạ, có một câu chuyện mình cần phải nói với anh em ấy là mình rất là thích công nghệ. Cái đấy đúng rồi, anh em nhìn thấy qua video mình rất là thích công nghệ. Nhưng mà có một cái thứ mình không bao giờ có thể thích hứng thú quá nhiều vào được, đó chính là ghế. Mình không biết sao kiểu ghế gaming hay là ghế văn phòng hay ghế công ty học gì đấy mình đều không quá hứng thú. Mình chỉ là người tiêu dùng thôi, tức là mình chỉ muốn mua một cái ghế ngon, tốt. Và thế là xong, mình không có kiểu ôi liệu rằng loại ghế này có thể thay bánh không, hay là loại này có thể customize cái gì không. Nói chung là rất là mệt và mình không muốn nghĩ đến những cái thứ đấy. Thế nên là, nhưng mà hiện tại gần đây thì mình mới gọi là có một cái bàn mới. Và mình đang cần một cái ghế để ngồi cho thoải mái trong cái mùa hè nóng nực này. Và ông anh của mình có tư vấn cho là một chiếc ghế tên là Siho. Bây giờ hãy cùng thử xem em ấy như nào nhá. Ok, em này là em ghế Siho V1 thì phải. V1N101 này, ghế 3D hiểu không? Trên này có dòng chữ Healthy Life Within Your Reach. Rất là ghê. Bây giờ thì cùng mình mở ra nhá. Bây giờ em ghế Siho này thì sẽ được bọc trong rất nhiều thứ luôn anh em ạ. Bọc trong đầu tiên này, chúng ta sẽ có một cái trụ này của em V1 này. Chúng ta sẽ có cái hai cái tay. À ok, hai cái tay. Cộng với cả một bộ ốc vít có sẵn ở đây luôn, rất là đầy đủ. Ngoài ra chúng ta sẽ còn được tặng thêm cả găng tay nữa, rất là cơ bản trong những bộ này. Và một đống chân và cái bánh xe này thì đều là trụ kim loại hết anh em nhá. Trụ kim loại, ok. Rồi, thế nhưng mà đây là hai cái tay với cái gì thì cái thân ghế đâu. Thì chúng ta sẽ còn có một cái đầu ghế ở đây. Cái đầu ghế này thì là cái thân nó bằng nhựa, nhưng mà trên này thì lại bọc da, có vẻ như là da PU. Tương đối được thoải mái. Và chân ghế, ào, chân ghế ở trong này. Chúng ta sẽ có một cái bệ bằng kim loại anh em nha. Rất là đẹp luôn, nhìn trông cực kỳ là sáng sủa và mát mẻ. Đã được không biết là mài bóng hay là sơn bóng, nhưng mình nghĩ đây là mài bóng này. Em nhìn nhá, nhìn trông rất là đẹp luôn. Một sản phẩm rất chất lượng cao. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái nặng hê. Cái thân, đây là cái chân, cái đệ này. Cái để anh em để mông này. Và ui, cái nặng hê. Ông anh mình tư vấn quản lý nặng gì. Và cái lưng ghế anh em ạ. Đây, một chiếc lưng ghế rất là to. Và thế là hết rồi. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn này. V1 Installation Guide đó. Rồi, chúng ta sẽ có mở đây, mở xuống, mở trái, mở phải đây. Đầu tiên là sẽ phải là lắp bánh. Để mà lắp được một chiếc ghế như này thì mình khuyên là anh em nên có hai mạng. Hai mạng người ngồi cùng trong một cái phòng để giúp nhau lắp trái lắp phải, lắp trên lắp xuống cho nó công việc nhất là nhanh hơn. Thứ hai là nó dễ dàng hơn. Bởi vì những cái sản phẩm này nó rất là nặng. Một chiếc ghế này là một chiếc ghế cao cấp mà anh em. Chúng ta sẽ có một cái cánh dao 5 cánh. Một ngôi sao 5 cánh ở đây. Cộng với cả 5 cái bánh chân cũng 5 cánh luôn. 2, 4, 5 đầy đủ chuẩn chỉ, không thiếu cái gì. Rồi, mở ra nào. 5 cái chân này thì sẽ có mục đích là để cho chiếc ghế chúng ta có thể xoay đi xoay lại. Có nhiều những loại ghế rẻ tiền ấy, nó có bị một cái vấn đề là ok, nhìn trông chắc chắn, nhìn trông cứng cáp, nhưng mà chân là chân vuông, tức là nó khựng tại một chỗ luôn. Và khá nhiều anh em không thích điều đấy. Có một số anh em thích ấy, nhưng mà những cái chân như thế nó sẽ bị gây ảnh hưởng tới sàn này. Ví dụ như hồi trước phòng mình nhá, từng có cái chân đấy nhá, và cái sàn chỗ đấy coi như là trắng xóa luôn, vì nó cứ cạo lên cạo xuống mà. Còn những cái chân bánh như này thì đi dễ dàng hơn. Bánh như này thì là bánh, cái khung này bằng kim loại này, nhưng mà bánh thì bằng nhựa anh em nhá. Nhưng mà nhựa là nhựa cao cấp và di rất là mượt luôn. Di mượt không bị rít như với cái máy giá rẻ. Nói chung ấy là cái chân của một chiếc ghế nó rất là quan trọng, bởi vì anh em phải hiểu cái bánh này nó cần phải cứng cáp đủ để đỡ được cái cân nặng của chúng ta. Và em này thì đã có một cái trụ bằng kim loại, không phải hoàn toàn bằng 100% kim loại, nhưng mà cái trụ này thì là bằng kim loại. Và hình như có cái này gọi là cái răng để cho nó không bị bật ra đây. Bánh của hai em này thì là bánh tách, tức là nó có thể xoay tùy ý của nó chứ nó không bị nối vào giữa. Mình nhớ như ngày trước thằng em mình bị gặp một cái bánh trùng, kiểu như là hai bánh này nó chạy cùng nhau ấy, nó chạy cùng chiều nhau ấy. Thế ra lúc một cái bánh nó bị hơi cong một tí, nó két xong nghiêng ghế, buồn cười lắm. Trong bánh tách này ok.
Ok, 6 bánh đã hoàn thiện rồi. À nhầm, 5 bánh đã hoàn thiện rồi. Và chúng ta đã có một cái trụ. Rồi, chắc chắn dây di cực kỳ là mượt luôn. Nào. Nguy hiểm ấy chưa? Ai, nói chung là đây, trụ rất là chắc anh em nhá. Trụ này cứng cáp mà không khỏi lói mà. Di chuyển thoải mái rồi. Rồi. Đấy, vậy là kiểm tra chất lượng đã xong. Cái máy, cái ghiên ghế này chỉ lắp có 6 bước thôi anh em nhá. 1, 2, 4, 5, 6. Thì bây giờ sẽ là bước thứ hai, đó chính là lắp cái trụ vào. Chúng ta sẽ có một cái trụ ở giữa đây. Cái trụ này thì sẽ có cái chức vụ của nó. Đó chính là để giúp cho anh em có thể nâng hạ ghế anh em nhá. Cái trụ này thì sẽ có một cái... thế nào nhỉ? Thực sự mình không rõ hay nhưng mà cái trụ này sẽ giúp cho anh em có thể nâng lên hạ xuống ghế với sự trợ giúp của cái đế, bởi vì cái đế nó sẽ có cái bật lên hạ xuống ấy, thì nó sẽ như kiểu nó ấn một cái nút này xong nó lên này. Thì tí nữa mình sẽ kiểm tra cái cơ chế này nhá. Rồi, đóng trụ vào này, đã gọi là đổ bể rồi. Ok, tiếp theo bước thứ ba chúng ta sẽ cần lắp cái ghế vào. Ok, vậy tức là mình phải kết nối phần lưng và phần mông vào đây. Phần lưng của chúng ta sẽ là phần này. Anh em nhìn này, cái phần lưng nó có cái núm vặn này. Và hình như đây nhá, mỗi người sẽ có một cái khung xương sống khác nhau. Và tất nhiên cái điểm giữa xương sống, tức là cái điểm cong của cái khung xương sống ấy, nó đều khác nhau. Và cái này giúp chúng ta có thể nâng lên hạ xuống cái điểm đấy, để có thể gọi là đảm bảo ngồi thẳng lưng à, tức là dựa vào mà không bị khó chịu đấy anh em ạ. Có những cái con ghế rẻ tiền nó sẽ không có phần này, và anh em cứ dựa vào thôi. Dựa vào thì nó cũng sẽ chả tác dụng gì cả, vẫn sẽ là cái kiểu dáng ngồi kiểu cong khom này này. Đấy, nó không có ích. Và cái việc mà có cái trợ lưng như này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể ngồi thẳng dễ dàng hơn. Những cái ghế gaming ấy, nó đã cố gắng làm điều đấy, nhưng mà thực sự cái gối của cái gaming nó rất là nóng và nó rất là khó chịu khi mà ngồi, và không bao giờ, chưa từng bao giờ mình cảm thấy hài lòng với cả cái gối của cái gaming cả. Bởi vì nó không thể customize chuẩn được. Và có vẻ như là với chiếc ghế công tác này thì customize chính xác luôn. Vậy về cái đáy thì chúng ta sẽ vẫn có một cái lớp lưới. Lưới cứng ấy. À không, không phải lưới cứng mà là lưới kiểu nó có cái độ đàn hồi riêng của nó ấy. Nếu mà anh em mua những cái ghế gaming hay ghế văn phòng dùng foam, thì những cái foam mà đặc biệt những loại giá rẻ ấy, thì nó không giữ được cái foam lâu. Người ta gọi là memory foam, nhưng mà nó hay forget lắm, tức là nó dễ quên lắm. Và anh em ngồi là nó lún ngay, anh em chạm ngay vào cái plate của nó, cái đế của nó. Thì em này sẽ là một cái lớp vải và nó sẽ vẫn có độ nhún đặc biệt của riêng của nó. Và nếu mà anh em nào nặng lắm, nặng cùng ý, thì mới chạm vào xuống đáy đây. Còn mình nghĩ rằng đa số mọi người có thể ngồi trên ghế này. Bởi vì em nhìn trong mặt plate, nhìn trong mặt lưng có to, mông to à? To phết đấy. Ừ, nhìn trông to hơn bình thường, lúc em mở ra thấy nhìn trông hơi to hơn bình thường rồi. Công nhận là to thật đấy. Và em này thì sẽ có cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có ở dưới thì hai cái gậy đây. Một cái thì theo mình biết là để lift, tức là nếu mà anh em gạt lên gạt xuống này thì nó sẽ nâng lên hạ xuống. Còn bên này thì chúng ta sẽ có lốc, nó sẽ có một cái cần lốc này. Và ở giữa đây thì sẽ có chỉnh được. Hình như theo mình nhớ cái này là chỉnh được cái cân nặng để apply lên trên cái này này. Tức là ví dụ như là vận to lên thì nó sẽ là nặng cân hơn, hay là vận nhỏ đi thì nó sẽ ít cân hơn, là có thể dễ dàng đặt nó lên xuống ấy. Nhưng mà đợi thì mình gắn cái này vào nhau đã nhá. Gắn cái này thì tương đối là giản đơn, chỉ cần anh em chỉ cần cài vào khu vực đây. Ba ốc này, chúng ta sẽ có ba ốc ở đằng mặt lưng này. Đây, ba cái ốc mặt lưng này và ba ốc trên mặt mông này. Đó, cài vào thôi. À, nó lại còn yêu cầu gioăng nữa. Trời đất, có phải gioăng anh em ạ. Xịn quá, xịn vừa. Đây, nếu mà anh em nhìn này, sẽ yêu cầu cả gioăng này. Gioăng và cả bu lông chống trượt nữa. Đó, rất xịn. Và trên này thì có đủ luôn, không thiếu cái gì cả. Và cho họ cho dư một cái, để cho chúng ta nhỡ đâu mà có rơi mất thì chúng ta còn cái thứ để thay. Khóa, lốc, ok, rồi, đã khóa rồi. Trông ghê gớm phết đấy chứ. Cái này kim loại nha, phần lưng này có vẻ như là bên trong là kim loại hay sao ấy. Bên trong có một cái cơ chế để cho nó lên, ở đấy, nâng lên hạ xuống này. Đắt gỏng chưa? Nhưng mà bước thứ tư của chúng ta sẽ là bước cho lên trên cái trụ này anh em ạ. Để mình cho lên nhá. Rồi, cho lên được rồi. Wow.
đã khá là thành công rồi đây anh em ơi. Rồi thử ngồi tạm lên trước nha. Ủa, ngồi chưa, ngồi một tí thấy hơi phê phê à. Bây giờ là chúng ta về với những cái cơ bản hiện tại là còn chưa lắp hết. Hiện tại đang mới có lắp có 4 trên 6 bước thôi. Và chiếc ghế này có thể nói là thực sự mình cảm thấy khá là thoải mái. Lúc đầu nhìn trong cái form là hơi to, nhưng mà lúc mà ngồi trông bình thường nhỉ, không to quá, tức là nó vừa đủ với cả con người ấy, em thấy thế. Bên này thì sẽ là lốc và lốc này, đây thì không nói gì rồi, nhưng mà bên này thì sẽ là nâng hạ này, nâng, ủa nâng cao phết đấy, ngồi để cho được như này là cao à, bởi vì có một số con ghế là bị nâng thấp quá, ví dụ như là con ghế hôm trước mà mình từng lắp nó bị kiểu dù kể cả là cao nhất mình vẫn để chân như này. Sau đó lúc mình ngồi bị hơi khom khom chân một tẹo. Với khoảng cách như này thì mình thấy đang là vừa đủ và vừa phải rồi. Chỉnh lưng mình có thể chỉnh lên xuống. Và theo như mình thấy thì tầm này là đẹp với lưng mình. Very nice. Và cái chân này thì có thể nâng lên hạ xuống tùy ý của anh em. Cái này là lốc nào. Cái đây là lốc gì? À đây là lốc à. Ok. Rồi bây giờ lắp nốt à. Còn hai bước thôi. Bước thứ 5 của chúng ta sẽ là lắp hai cái tay vào. Con tay này. Chỗ này là đây là đệm nhá, đây là đệm nhá, không phải là nhựa nhá, đây là đệm này. Chỗ này là nhựa thì không nói gì rồi, nhưng mà đây, sắt này, đánh nem cho xếp luôn. Nâng lên hạ xuống này. Vũ khí phết đấy, đừng đùa nha anh em ơi. Nhưng bây giờ gắn kiểu gì thì mình không biết. Gắn nút chiều nào nhỉ? Cài vào xong cho vào luôn để mình xem nhá. Cái này để gắn thì anh em bắt buộc là phải gỡ cái ốc ra. Cái ốc đã được cài sẵn ra. Rồi cho vào cái khe ở bên hông, bởi vì bên hông chúng ta sẽ có một cái khe. Đây xem nào. Đúng rồi, đúng luôn rồi, chuẩn luôn rồi. Cái đầu đây, có cái đầu này, đấy, có cái chỗ để đút vào này. Khá là tiện. Nhưng mà đấy, xong rồi lắp con này vào thì chỉ cần cài phát vào như này thôi này. Xong rồi anh em xoáy ốc ở dưới thôi. Tiện phết. Lắp này ai muốn lắp. Kiểu này dễ lắp. Xoáy cả ốc. Chính đỏ lắp dễ phết. Hôm trước lắp con ghế kia mình khó hơn nhiều ấy. Lắp con này nhanh, đơn giản. Thì đây sẽ là cái thành phần cuối cùng anh em ạ. Đây là cái đệm đầu. Nhưng mà cái đệm đầu này thì nó lại hơi khác một chút. Là nó sẽ như kiểu đây nhá. Nó không phải là lưới, nhưng mà nó lại bọc ra. Nhưng nó không phải là đệm. Nó lại vẫn lõm được ở đằng sau này. Anh em nhìn này, có một khoảng trống sau này. Và đây là đằng sau này là vải. Tức là nếu mà về lý thuyết thì đây đã ra nó sẽ là một cái lớp lưới đấy. Nhưng mà nó lại thiết kế kiểu lạ thật. Mà sợ thích phết chứ. Nó kiểu anh em nhìn cái thiết kế khi mình ấn này. Đấy, nó rất là mềm, nó rất là êm luôn. Rồi giờ mình cho lên nhá. Rồi. Push ok. Xong rồi. Chiếc ghế rất là hoàn thiện rồi. Chỉ chụp hai phết. Để có thể đây, đầu tiên này. Cái này hiện tại đang bị khóa đâu. Vậy thì nhá, nó có một cái cách rất là hay. Nếu mà anh em bị khóa này thì như nào? Đây là mức thấp nhất đúng không? Nâng lên một cái thì anh em sẽ không đẩy xuống được, không bao giờ đẩy xuống được. Nhưng nếu mà anh em đẩy lên hết là mức cuối cùng thì lúc đấy bắt đầu đẩy xuống được. Tức là sẽ là khóa mở khóa xong rồi lúc đấy đóng xuống được. Đó. Bên này cũng như vậy, khóa mở khóa này đẩy xuống được, khóa mở khóa đẩy xuống được, rất là tiện. Ở đằng lưng cũng thế. Đây, nếu mà bây giờ mình đang như này đúng không? Mình chỉ cần nâng lên một tí này, một nấc này, hai nấc này, ba nấc này, bốn nấc này, năm nấc này. 6 nữa. Đấy, nước thứ 6 là mở này. Là xuống. Ok chưa? Cái này cái lưng này chắc đấy. Đấy, cũng như thế. Xong đến một đoạn nó sẽ đến lúc xuống và nó sẽ... không. Cái này không như vậy anh em ạ. Cái này lên xuống thoải mái. Bởi vì cổ chúng ta thường sẽ không có quá nhiều lực vào. Và cái này ngồi như này. Very nice. Tiếp theo thì về độ lên xuống, mình có thể đánh giá là con này có tầm lên tầm xuống tương đối là nhiều. Không, chắc khoảng tầm 20 cm. Đây. Đây lúc đầu nếu mà mình ngồi như này thôi thì chân mình sẽ bị hơi khom khom một tí này. Và đến lúc mình cao nhất thì là chân mình như này. Đó. Tức là khoảng tầm 20-30 cm. Mình không thể tính toán chuẩn 100% được. Nhưng mà đối với mình thế này là thoải mái. Bởi vì có những lúc mình muốn được ngồi xuống sâu hơn một chút như này. Đấy, để mình có thể tập trung hơn vào công việc của mình. Mình nhìn kỹ hơn, mình nhìn rõ hơn vào cái bàn. Còn có những lúc mình muốn kiểu ngồi thoải mái, relaxing đúng không? Xong mình tựa chân vào cái gì đấy ở đây. Xong mình có thể kéo lên cao. Như thế thì nó thoải mái hơn. Đây là cái form mình sẽ làm việc ở trên công ty thì mình sẽ để như này, xong có một cái đỡ trần đấy, xong mình đánh kịch bản. Hai. Và em tay này thì sẽ có là được phủ bằng đệm anh em nhau. Nhưng mà đệm này nó khá là cứng.
nhưng vẫn tạo một cảm giác rất là thoải mái và nó rất là mềm và trơn nha anh em. Chứ nó, nhưng mà nó không phải là nhựa, nó không phải là nhựa. Đây, anh em nhìn này. Đó, lún này, lún luôn này. Đó, đây chứng tỏ đây không phải là nhựa nhá. Sờ rất là mượt luôn nhưng mà nó lại không phải nhựa. Đó. Và em này thì có thể chỉnh được lên xuống, nhưng mà trái phải thì anh em sẽ chỉnh ở dưới. Tức là anh em sẽ xác định được một cái mức trái phải của anh em rồi anh em chỉnh ở dưới, mở ra kéo vào nhá. Rồi khóa vào chẳng hạn như này. Bây giờ mình muốn cái này ra một tí đúng không? Đó, kéo ra một tí này, đẩy vào một tí này, kéo ra một tí này, xong khóa. Đó. Khá là tiện, khá là hay. Còn về phần ngửa thì mình phát hiện ra rằng ở đây có hai cái chỗ để cảm giác như là để cầm tay và để mình ngửa ra. Và độ ngửa của nó thì khoảng tầm 40 tới 50 độ. Đó. Tức là cái form này thì là ngủ trưa là thời ngon rồi này. Mà rất là thoải mái nhá. Anh em phải hiểu rằng là khi mà nằm như này thì cái phần đỡ đầu của mình này nó là vừa phải, nó hơi cao một chút so với mình. Nó hơi cao một chút, cái đấy thì đúng rồi. Nó hơi cao một chút so với mình. Nhưng đối với hiện tại của mình này, nó đang đỡ vào đúng cái thái dương. À không, đều phải. Đây là đúng vào cái sau não của mình này. Và nó đỡ khiến cho mình nằm rất là thoải mái. Và cả form người của mình đều nghiêng ra, khiến cho mình không hề bị khó chịu ở chân. Bởi vì nhiều lúc anh em ngồi như này xong em bị đây, nếu mà ghế nó dài thêm một tí nữa là bị khó chịu ấy. Tức là kiểu nó, anh hiểu cái kiểu mà cảm giác mà nó bị cắt vào chân không? Tức là anh ngửa ra nó bị cắt vào chân ấy. Nhưng mà con này nó xuống một đường cong rất là hoàn hảo này, khiến cho khi mà anh nằm ngửa ra rất là thoải mái. Duỗi hẳn ra thì không được anh ạ. Nó chỉ đến như này, tối đa như này thôi. Đó, và sẽ có chỗ lốc ở đây. Em thử lốc xem nào. Đấy, lốc luôn. Ồ, lốc ngửa luôn đấy, chứ không phải là lốc kiểu gì đâu. Chắc chắn đấy. Bởi cái chính là nó không bị ngửa 180 độ như là mấy con ghế kia. Em nghĩ thế này là ngủ vừa đủ rồi. Cảm giác kia sợ. Đây chẳng hạn như này nó. Bây giờ mình nào, mình sẽ làm một bài test. Nó xoay này. Tiện phết. Tức là nếu mà khi mà mình chơi game nhá. Đây, khi mình chơi game, form chơi game của mình sẽ như này. Đây mình sẽ như này này. Đây, mình sẽ để cả hai bàn tay của mình lên trên này, cả hai bàn tay của mình lên trên bàn này, rồi mình để hai cái khuỷu tay của mình vào cái hai cái chỗ này đây. Thế nên là khi mà mình khoằng tay ra ấy, mình rất là cần cái tư thế này. Đấy, kiểu cong này không? Gì anh có để chéo bàn phím không? Đấy, em để chéo bàn phím, anh em để chéo bàn phím mà để như này xong rồi gì chuẩn quả chỉ luôn. Rất là hợp lý. Và hiện tại thì con này thực sự đánh giá là rất là thoải mái, nhưng mà mình sẽ làm một phát test nữa là test cơn giận của gamer nha, xem nào. Và có vẻ như là nó thoải mái anh em ạ, không có vấn đề gì hết. Vậy thì với chiếc ghế Siho V1 này, thực sự là một chiếc ghế có mức giá tương đối cao nhá, nhưng bù lại thì chất lượng của nó rất là thoải mái. Anh em dùng con ghế này thì nó sẽ phù hợp được với tất cả các môi trường. Dù là trong phòng học, dù là ở trên trong công ty, hay là dù là ở trong phòng gaming, thì nó vẫn có thể hòa quyện được với mọi môi trường. Bởi vì đơn giản này, màu đen và màu bạc, nhìn xem nó có tinh tế không? Quá là tinh tế. Ngủ được, chơi game được, làm việc được, độ cao lên, độ cao xuống, thoải mái. Rồi, nếu mà anh em hứng thú với cái chiếc ghế Siho V1 này thì hãy xuống dưới comment, xuống dưới mô tả để có thể vào link nhá. Còn, rất cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video khác.